được một cái khối như vậy như này. Và cả chấu các thứ là lẫn lộn vào, sau đó là về sẽ càng sởi đi. Được cái hạt gạo trắng để nấu cơm. Nước này sạch uống được không vậy? Nước suối hả? Không phải. Không, nước này không sạch đâu ạ. Nước nước sinh hoạt luôn, trộn lẫn luôn rồi. Nó chảy. Dạ dạ dạ. Khang, vô con. Cô gái tắm mà tôi cũng mua. Đây nhiều. Nước này không sạch, nước này qua nhiều hộ trong gia đình nhé. Nước thì vệ sinh luôn. Nước dơ lắm rồi con. Được, leo thế. Bước lên. Dính dính cái cột đó. Có gạo không? À. Nè buông buông buông. Quay vô trong kìa. Thôi đừng đừng đứng lên con. Thôi, rớt rớt cục đá này xuống tới đây. Đá xuống dưới kìa, cái chỗ giả càng to hơn nữa. Có heo bút kìa. Để có heo con bút mẹ nha. Ô nó nhồi như lẻ cho coi nha. Heo con bú mẹ. Để có heo nó nhồi kìa. Đâu, xuống coi heo con bú mẹ kìa. Vậy heo con bú mẹ. Ồ có nắng rồi. Nó nhồi. Nhồi mẹ nó mệt hết biết luôn vậy. Thấy con bú mẹ không? Nó nhồi. Heo con. Con bú mẹ giống như baby không? Thấy con là baby. Nhủi 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 vậy. Dơ đó. Ba con heo bú luôn. Heo. Mấy con con đếm không mấy con? Hai ba. Đi đường này xuống luôn em ơi, có xe đi lên luôn á, chở lên xa lắm. Đi xuống cái đoạn á xong có xe đưa lên. Khang ơi Khang. Thôi không có đẩy anh hai.